Chào các bạn, mình lại quay lại ở đây. Thời gian vừa qua thì mình cũng gặp một số chuyện. Ví dụ như là vừa rồi thì mới bị mất ví này. Trong đấy có tất cả giấy tờ quan trọng, mất sạch. Hiện tại thì mình cũng đăng lên Facebook mình tìm, nhưng mà khả năng là tìm được khó lắm. Nên là đâm ra cũng chán chán. Mà thôi thì kệ, làm sao ra. Và chúng ta lại quay lại với chuỗi video về nhiệm vụ quên về game Phong Vân Tam Quốc. Và bây giờ hôm nay mình sẽ video này mình sẽ làm về Tây 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 Quyển. Làm tiếp nhiệm vụ Tây Quyển. Ok, bây giờ mình như lần trước mình đánh mình định mình chơi mình đi đến đây rồi. Và mình quay lại mình đi thu thu phục mình đi chiêu mộ Thái Diễm. Thì bây giờ mình sẽ làm tiếp, mình sẽ vào thôn. What the fuck? Đoạn này nỗi nỗi nỗi. What the hell? Đại loại là mình chưa kịp nói là cái thôn này nó bị hạ độc. Sau lúc mình vào thôn thì con này nó đánh nhau mình, nhưng mà ngờ đâu mình con mấy mấy thằng đệ mình nó khỏe quá, nó đánh chết cả con Lâm Mai à. Đánh ngất con Lâm Mai. Nói chung là chưa kịp nói chuyện gì. Nhưng mà thôi không sao, không hỏng nhiệm vụ được. Chúng ta sẽ đi theo nó đến vào trong thôn bắt đầu kể kể chuyện. Mình sẽ cố gắng làm trong video này làm hết cái Tây Tây Uyển này. Tây Khuyển này, Quyển. Tây Quyển nhá, chứ không phải là Tây Khuyển nhá. Đầu tiên mình chơi mình cứ gọi là Tây Khuyển. Còn một bạn ở trên group ấy thì lại gọi là Tây Uyển. Quyển, Uyển, Khuyển. Ơi, chúng đọc vãi cả đấy. What the fuck? Con điên. Không sao, ý thức vẫn còn mơ hồ. Tôi là ai, tôi đang ở đâu? Rồi là đọc à. Chuộc lỗi. Ok, đoạn này tua nhanh, skip 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 skip. The À, đi ra khỏi thôn. Đây, mặc dù rồi. Từ này ra đi, mặc dù bạn ra đi, nhưng bạn lại âm thầm đến một núi Tây Quyển để im lặng chờ không bao lâu sau. Ấy. Bọn mạnh mạnh yêu nó đến nó quấy 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 nhiễu thôn. Bây giờ mình sẽ giải cứu thôn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Khốn kiếp kẻ nào lẽ nào là ngươi làm trò? Ngươi không xem quá ngốc, xem các mình đã giết chết à? Xoay xuất hiện này, Nergal, Nergal, Nergot. Kiểu là anh hùng cứu mỹ nhân. Ok, xông lên. Ui đúng đấy. Ui
đánh tao cái này. Đánh tao. Bọn này nó tệ. Trên người đeo cái kiếm rõ to mà cũng cầm dao ạ. Thằng em bị lag. Ơ phải. Đấy là tác hại, à quên, đấy là điểm hay của bắn cung ấy, quên lại tác hại. Quên nữa. Ai thích đọc thì đọc nhá. Rồi được rồi, mỗi lần xong thì ấn nút tab để thoát ra nhá. Ok. À, chờ đợi một thời gian ở thôn này nó tự động nhé, cái kịch tình, mấy cái kịch tình nó tự động. Lần thứ cao thủ thần bí đem mệnh yêu cứu đi rồi á, à, quả nhiên là có địch nhân xuất hiện. Bây giờ là mình sẽ đi tìm thuốc giải độc. Cái đoạn này là cũng rất là khó tìm này, nhưng mà mình chơi rồi mình biết. Các bạn có thể đi theo mình. Fuck bitch. Ok, chúng ta sẽ đi đến như nhiệm vụ hướng dẫn đấy. Đây này. Thông tin giới thiệu. Dẫn kịch tình Phong Vân. Nói chuyện với điện chủ đấy, đoạn này qua rồi nhá, xong rồi nhá, đến đoạn này bản đồ lớn xét nghiệm an an đến. Đây đây, đánh. À đây. Cái này cũng ngắn mà. Đi đến một cái hồ phía nam của Vân Nam. Hồ rất nhỏ, lập tức xảy ra cảnh nhà của Mạnh Tiết. Đấy. Cái hồ đây nhá. Hồ đây này. Đấy. Hồ ấy. Mình chạy một đoạn dài. Có như cứ save vào phát. Save vào. New. Ok. Rồi tua đi. Ôi ơi. 5 con voi trốn mất rồi. 5 con voi trốn mất này. Trời ơi, còn mỗi con voi à. Ơ trốn cả 5 con. Phát bắt được 5 con voi trốn cả 5. Làm một công việc chiêu mộ tù binh. Sao? À mình bây giờ mình bán được tù binh rồi nhá. Bán trong thành rồi nhá. Không biết nhiệm vụ sao, làm xong cái nhiệm vụ có thằng Chúc Công Đạo bắt đầu mới bán được tù binh. Thế buồn cười. Như bình thường chơi bán được ngay từ đầu cơ. Bản này nó lại thế. Thôi tua nhanh bọn này. Thì mình không có nhiều thời gian. Đấy. Mày đi đến có một cái nhà nhỏ ở đây. Yay. Các bạn có thể chạy bộ nếu thích. Còn mình thì mình quen với cái này rồi. Ok, beat. Đoạn này hơi bị lag tí. Thế như vậy. Đoạn kia chạy đến sao? Lại mà đúng là ta sẽ ta à đây thằng mục lộc đại vương. Đừng có mơ. Thì tao dược có thể gọi là bla 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 hỏng nhiệm vụ nhỉ. Oh fuck. Mình xin lỗi. Ok, phải loát lại.
Đây nhá, đây nhá. Bốn tên lần này trốn được, lần này trốn trốn có bốn thằng thôi, vẫn còn một thằng voi. Đây vẫn còn một con voi nhá. Ok, hiệp khách. Mình sai lầm khi mình đánh lao lên đấy một mình phải đợi bọn kia chạy theo. Đấy, ok, chạy chạy chạy, bắt đầu chạy lên thôn. Chạy lên thôn, chạy lên thôn, chạy lên thôn. Không nên làm hành động như vừa nãy nhá. Đấy là một hành động bốc giái đích thực. Nhanh lên anh, đợi bọn này nó chạy cùng đánh mới được. Chúng mày đi lên đây. Đâu rồi? Ok. Đi nhanh lên. Bạn biết. Thật ra mình cũng đang chán về cái việc mất ví nên là video khả năng là cũng không hay lắm. Nhanh. Cầm sẵn cục đá tí đáp nhảy ở chỗ khác. Nhanh lên. Ra đây. Ấy. Ok. Bây giờ phải chọn góc đẹp để nói chuyện. Đây, góc này. Thì cái tu 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 tu. Ý, chạy té. Mày chết. Đây không phải là chơi bẩn nhé, đây không phải hèn nhé các bạn nhé, mà bọn này nó khỏe lắm. Ok. What? What? À đấy, là cái man kia cái chuyện. Là khó ta. Ok, bây giờ mình sẽ chạy ra vườn. Phong vân, thế lực phong vân. Ok, chạy tiếp. Rồi bây giờ sẽ chạy ra cái vườn này. Chạy một đoạn, cứ chạy. Ý, ở đây nó sẽ có một cái hai cái, một là cái thuốc giải, hai là cái kỹ năng hạ mã. Chạy bừa bừa đi, cứ chạy một lúc là được. Đấy, một là vẫn còn cái kỹ năng nữa. Đấy, học được kỹ năng hạ mã kìa. Người tử vong cái kỹ năng hạ mã đấy. Xong còn cái gì nữa? Mình nhớ là chỉ có hai cái này thôi. Hết rồi sao? Ok, có thuốc giải chúng ta sẽ quay về thôn để cứu người. Từ từ ạ, xem nhiệm vụ. Đây. Sau khi lấy được thuốc giải, nói chuyện với Hong Yu và quay về tích. The có thuốc giải ở đây. Ê. Vừa thông báo hoàn thành nhiệm vụ mà. Nhiệm vụ hoàn thành. Đừng đùa.
Vào đây. À đây đang nói chuyện, thoát ra ngoài mới nói chuyện Ok. Quay lại Tây 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 Quyển, Tây Quyển. Quay lại Tây Quyển. Tua. Thu phục thú vị. Bản này không thu phục được bọn này rồi, không thu phục được anh hùng với cả tướng quân rồi, hắc ưng này. Cay thế nhỉ? Rất cay. Xây vào cái. Ôi. Ui. Ui đợt này đánh khó. Đông ấy. Cô đang này phải cố cầm cự tí, có người đến cứu nhá. Bị bao vây. Tí nữa sẽ có người đến cứu. Ấy, Phong yêu mau đột phá vòng vây. Kêu cùi. Bà thánh nào là đến kìa. Ôi fuck bitch. Ôi lỗi game luôn. Butter. Chết ở đấy bị đít ra ngoài ạ. Được rồi, vào lại. Chào chút. Chào mình chút. Chào mình một chút. Thế thì tí đó, đoạn đấy là phải nhảy sang góc bên bên chỗ cái núi. Mà sao một đệ mình nó không đánh à? Lúc đấy đánh nhẽ phải đánh. Đồ má, không đánh. Cái gì đây? Trời, loạt lâu vãi. The fuck? The fuck? Cái này nó hơi nâu. Mà đừng nâu thế chứ. Ok. Mở new game. Ok, chơi tiếp. Các bạn đừng đẩy đến cái server cũ, cái sếp cũ của mình nhé. Cái đấy là mình chơi nhưng mà mình chơi nhưng mà thật ra là mình dùng teleport. Dùng cái teleport nên nó nhảy ấy. Mà thế bảo làm nhiệm vụ, nếu mà làm như thế sẽ bị lỗi nhiệm vụ Ma Vương. Từ từ ạ, xem nào, tình hình nào. Never này. Ok. Trận chiến đi. Em thì hai cái. Đánh rồi. Rồi, tao biết rồi. Hình như là sau rồi, lại thằng thằng ôn kia mình. Ah!
Khoác đừng. Nhìn lộn xá lộn xộn, chả biết đâu là địch đâu là ta. Ủa, bắn vào người mình nữa. Ê, tôi chả bắn chết đồng đội tôi ạ. Ê, ta phải chạy em kia. Làm gì tao. Ê, con yêu đến rồi. Cứu. Đúng thế này đánh sao? Mà mình đúng quân của mình nó hết rồi không biết. Ê! What? The fuck? The fuck? What the fuck? Thế bây giờ phải như nào nhỉ? What? Nhiệm vụ này khá khó đấy. Nhưng mình nhớ không nhầm nó đâu khó thế nhỉ? Thôi, lần thứ ba. Cố gắng đánh. Xong cái này là xong rồi. Nó đâu chạy đến Trường An nữa, Trường An đi thăm mộ đó. Đọc một đoạn dài hơi dài. Bị nó giết phát văng khỏi game luôn, thế sợ. The fuck? Mở new game, ok. Bây giờ mình phải làm sao nhỉ? Không gọi được chứ. Ất thủy thủy bọc. Ê. Ê. Đúng thế. Phong yêu ơi, Phong yêu. Đúng rồi. Không ăn được thức ăn. Không hồi được máu. Điện giả. Đoạn này rất là kịch tính mà mình. Ê, bắn cả vào đồng đội.
Các bạn đừng đừng cười mình nhé, bởi vì là bọn này chỉ số rất là kinh, toàn tướng thôi. Ê, té ra chỗ khác nhanh. Mình chưa đủ mạnh hay sao mà. Đoạn này khó đánh thế nhỉ? Nổi da gà. Fuck you, bắn mãng chết. Bọn anh nhìn mấy máu không biết. Chết chết thằng nào. Hay là book game nhỉ? Khi nào nó book game không? Book thì buồn lắm. Book game. Đuổi. Này chắc book rồi. Bắn tên như nhím kia mà không chết. Cái này lag này. Đùa à? Đi ra giết thằng gian tê thôi. Năm mai đâu? Ở đây. Hay phải giết thằng Dante kìa. Đừng nợ bút nhá. Bọn bất tử chắc. Ôi trời. Cầm chày mà đập. Fuck, bắn tên không 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 chết bọn nó. Trời ơi. Fuck.
Ok, phải cầm chày đánh nó mới chết. Fuck. Quay lại để nó gặp bốn đại tướng không là bị chết. À, không thể bị chết. Sau đó Vong Ưu và Diệp Phi sẽ đến cứu bạn khi bạn đến gần xảy ra hội thoại. Thoát khỏi tiếp tục về Thi Quyền đến nơi xảy ra hội Thi Quyền giết hết đám địch. Tấn công Thi Quyền quay lại bản đồ lớn. Hiểu rồi. Một đó xảy ra. Chiều mộ. Nghỉ ngơi đi. Sẽ nghỉ ngơi ở đây. Qua một ngày lấy hồi máu lắm. Phải bọn đấy bất tử phải đến gần quật lắm, lúc lúc đấy mình nên chạy. Khi bạn khai quân đội chuẩn bị gặp một nhóm cường đạo chuẩn bị cướp nhóm dân, quyết định cứ ra tay thôi chứ còn chờ gì nữa. Làm mấy cái thằng khăn vàng ghẻ này. Bitch. Bitch. Không biết tự là cái gì. Con kiến đòi đòi lay cây. Bạn thắng kiểu đó nông dân cảm tạ bạn đem Uyển Nguyệt đao tặng bạn. Wow. Bạn nào? Oh. Từ từ đã xem nào. Uyển Nguyệt đao. Uyển Nguyệt đao. Uyển Nguyệt đao đâu? Uyển Nguyệt đao. Đâu? Lửa. What the Are you lừa mi? Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào Tây 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 Quyển nhé, Tây Quyển. Rồi, ok vào Tây Quyển này. Ok, quên đi server rồi, nhưng mà thôi đoạn này đánh được. Phi. Không vân. What the? What the hell? Được rồi, tu lại này vậy. Sao lại cút hết ra xem nào. Bỏ cái gì nhỉ, nhiệm vụ bỏ cái gì nhỉ, quên mất. Giết hết bọn địch tấn công Tây Quyển, giết hết bọn địch tấn công Tây Quyển. Quay lại bản đồ lớn. Đoạn này quay lại hay là như này? Đi vào thôn á. Thôn này nó cũng chả có gì. À xong có hòm không? Có hòm. Cái bản này nó hay có những cái hòm ở khắp nơi nhá. Đi lang thang ở trên đảo cũng có hòm. Nhưng mà đây chắc không có đâu. Tôi quay lại bản đồ lớn. Ở đây, cảm ơn người, người tôi gần ngồi, ok. Và chúng ta sẽ đến nơi. What the fuck, YOLO.
Ê, thằng ngố này, thằng ngố. Mày chết. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Xong rồi, quay lại bản đồ lớn. 5.000 nữa. Ok. Xong rồi đấy, cái này là xong rồi đấy. Bây giờ là Diệp Phi. Hình như không có gì, không bắt được Diệp Phi đâu. À quên, không chưa mộ được. Bây giờ chúng ta sẽ đến Tường An để thăm mộ. Con này là con Trương Linh nó đánh mình này. The fuck. Con Trương Linh hình như là video này mình skip qua. Các bạn không được sẽ gặp Trương Linh. Khá bá đạo. Nhưng mà không sao cả, đến Trường An thôi. Hành trình ra. Ê. À, thằng này nhiệm vụ ấy. Mình trước khi đi mình có nhận nhiệm vụ đánh bọn Cờ Bì Hào mà. Thế thằng Trách Dung nó đi tận tận sang Tây Tây Quyển này, nó tìm mình để nó đánh. Quá hay. Chơi thôi còn chờ gì nữa. Chơi Skyrim trước khi làm gì ấy. Trước khi với cả Fallout ấy. Trước khi làm gì thì F5 Quick Saver ấy. Còn tôi chơi trò này là F12 rồi, Zolo. Cờ Bì Hào bắp. Mà biết bây giờ tao khỏe như nào không? À. Vẫn thiếu thằng Mã Quân nữa, cả thiếu thằng Quan Sách nữa, nhưng mà thôi không sao. Quân này đủ đánh. Solo chứ còn chờ gì nữa. Hạ hết ngựa đấy. À, bọn này bắn cung, phải áp sát nó. Ê. À, thằng Thương Vương ấy nó nhảy được. Truyền đạo mù. Ê, Lữ tướng quân. Bọn này cực kỳ nguy hiểm. Bọn này nó nguy hiểm lắm. Fuck a bitch. Quên mua thức ăn. Mà đồng đồng không mông quạnh thì mua thức ăn kiểu gì. Thử thứ nên level 24. Úi trời ơi, cái gì đấy? Chết mày, chết mày. Ok. Zolo đi anh em. Zolo. Ok. Thế hai tám thằng. Lên luôn đi, không phải chờ nữa. Lên. Lên hết. Nhìn con Thái Diễm nó chạy kìa. Ui. Hai ba con mà có cả Lữ tướng quân. Nhưng mà bản này sao không thu phục được bọn này nhá? Tướng quân này. Cay vậy.
bọn này nó có kim hồi máu với cả nó có kim mê hoặc. Mày phải chết. Oh my god, more see the you. Con hắc ưng này trâu. Lô lô hút diêm. À quay. Đâu rồi, chạy đâu. Ok, xem tù binh nào. Anh hùng. Nữ tướng quân 1. Thôi. Bán tù binh luôn, 5.000 xem số lượng phẩm. Chả có cái mẹ gì. Thạch tử. Phấn thạch cơ. Phấn thạch mới là đá di chuyển nhá. Ok. Kệ đó. Chạy thôi, chạy về Trường An thôi. Mỗi lần chơi qua cái gì thì tốt nhất là nên xây xây vào vào. Nên mình nghỉ buổi sáng. Nhân tiện giới thiệu luôn là mình làm chỗ nhà máy sản xuất cửa nhá, ở Hải Phòng. Bạn nào có nhu cầu thì có thể lên trang web cửa Hải Phòng.com để xem mẫu mã và liên hệ báo giá làm cửa. Anh em nào xây nhà nhé. Ok. Trường An khá xa đấy. Trường An nó ở đoạn này này. Đúng nhỉ? Đây đây. Chúng ta sẽ chạy đến đấy. Rồi mặc kệ hết tất cả xung quanh đi. Sao mày lại chạy sang bên này? Thằng điên. À đúng rồi, chạy đúng rồi. À đây cơ mà, đây cơ mà. Nhưng mà chạy đây đúng rồi. Chín thằng sĩ tộc bạo dân. Không chiêu mộ được. Hảo Lan. Phật ở động mạch lên cấp này. Đấy tốt nhất cho nó bắn cung nhiều để nó giết địch nhanh hơn. Thứ bắn cung 7. Anh hùng. Yeah, 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 yeah. Hán đình thân kỵ. Hán đình thân kỵ. Hán đình thân kỵ đâu? Chơi thì bình thường mình có thời gian mình sẽ sắp xếp lại, nhưng mà chơi này không có thời gian nên là thôi kệ. Bởi vì một video quay dài quá thì nó lại không hay. Tiện thể vào trong đây kiếm xem có thằng quan sách không. Ê! Đây rồi! Từ từ á, bán. Bán hết, không thu phục được thì bán hết. Bả tắm nương đi rồi. Ok. Chầm lượng quá bèo. Còn thằng ta quan sách với thằng mã quân nữa. Là chúng ta có full full đồng hành. Chơi kiểu mình là kiểu chơi full đồng hành đấy. Yeah. Vũ khí một tay và nỏ.
xem vũ khí, xem nỏ nào. Nỗ nỏ cho mày cầm cái này, cầm AK 47, 44, cầm AK 47 nhá. Ok, xem có cái gì mặc cho mày không. Thôi đừng, đừng làm thế. Quần áo mình bán hết rồi, cái một tay còn cái nào ở đây, còn cái này 8 ở đây tốt. Biển Nguyệt Đao, biển Cùi Bắp ấy. Thôi mình là người có tiền mà, cần 200.000 nữa. Một tay, ôi mẹ, đéo có cái gì luôn. Đi dài thôi không, quần áo nào. 9. Giáp này giáp hoàng cân không mặc đắt bà, cho nó đội cái mũ tóc dài kia đi hỏng hết. Cận vệ nói chuyện thôi, tạm thời thế đó. Nên sao nào, nên 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 đi lên trên. Nhưng mà nãy từ nãy giờ đánh không gặp, không có voi nhỉ. Dã trư dũng sĩ con lợn ngủ thật, khu hồ sư. Biết đâu thằng Mạo Quân ở đây, biết đâu đấy. Mã Quân ơi, Mã Quân ơi, Hồng Thơ Phú, Ương Dũng cũng được. Ôi, rồi rồi. Ba trăm à, có đồng đội này. Trên thuyền cũng được, máy qua có đồng đội đến cứu. Tự dưng có thằng nào nhảy vào giúp mình nhỉ. À đây đây, chu trị đấy. Đây bạn thấy, các bạn thấy cái lợi khi chúng ta hảo hữu với cả bọn tướng của các quân chưa. À, nó cũng đánh nhau gần, nó sẽ cứu mình, nó sẽ tham chiến với mình. Mặc dù cái này nó xảy ra ngoài ý muốn thôi nhưng cũng được. Đúng thế. Kiểu gì mà solo lên never. Thôi cho em đâu, vẫn chưa có con Lâm Mai à? Ờ, mình đã làm xong đến Trường An nữa. Thị tướng quân mình đánh nghe. À đây, quân lợn, con lợn này lại chạy đâu rồi. Đừng có biến linh tinh, biến ra biển rồi. Thôi xong. À đâu, đây đây đây, đã bị ác quỷ.
đánh trên bờ tao sợ mày chắc. Ui lũ tướng quân của thằng Chu Trì kìa. Bọn này nó trâu nó lao luôn. Mình cũng không thể nào thua nó được. Ở đây là Mai kìa. Con này nó có kim hồi máu nhá. Ui, ai bắn tên lửa đấy. Ai đây? Ơ nó bắn tao ấy. Em hồi máu em ơi. Máu. Ê. Máu ê bạn ơi. Hồi máu tớ bạn ơi. Hồi máu ơi. Hồi máu. Ai bắn tên lửa nhỉ? Ôi trời. Ok. Vẫn chưa xong. Ơ chỉ khắc lại đánh trên thuyền. Ghét đánh trên thuyền. Biết tại sao? Bởi vì đánh trên thuyền này nó không hay. Có bản mốt kia đánh trên thuyền nó đánh theo kiểu đúng kiểu cướp biển này. Tàu hai bên nó áp sát nhau xong rồi leo thang leo thiết sang hai bên đánh nó mới hay. Đánh trên thuyền này quá nhạt. Thuyền này thuyền bé. Nhạt. Quá nhạt. Ê thằng nào bắn ấy. Cái đầu to to. Thằng nào kia. Nghìn kinh nghiệm một giết thằng gì mà. Nghìn kinh nghiệm với toàn 600 không thể bỏ lỡ được. Có thể tổn hao binh lính nhưng mà không thể bỏ số kinh nghiệm mới được. Alo. Có, kêu. Ra. Đâu không? Không, điên. Đợi gì, giờ chơi đâu, giờ đánh tán đời. Cãi đó, chắc bọn bên thuế đấy. Bên thuế thằng lấy hóa đơn. Cái á, cái được rồi. Rồi. Nhưng mà hôm nay hệ cửa trượt đi. Cờ trượt thì không. Thế thì gửi thử cho anh xem thế nào. Nhiều. Để xem, cứ gửi đi, cứ gửi. Đấy, khổ thế đấy, ở nhà cũng có được tha đâu. Nhà vẫn phải. Vẫn người gọi điện bảo Nam. Nặng hồng mã. Thách thử. Khả năng là mình sẽ cố chạy đến Trường An xong rồi mình sẽ dừng video này bởi vì mình phải làm rồi. Mình có việc phải làm rồi. Ê!
Trương Xuân Hoa này. Ok. Ô, thế mình quên mất con này, Trương Xuân Hoa này với cả Mã Quân nữa. Mã Quân và Quan Sách. Trương Xuân Hoa. Con này thì thực ra nó cũng quý bắc nó chả gì, nhưng mà dù sao thì nó cũng là tướng. À quên, nó cũng là đồng hành nên mình chơi full đồng hành tốt nhất là, à quên, cho nên là mình sẽ thu phục nó, nhưng mà từ từ đã. Tạm thời chạy đến kia xong nhiệm vụ mình phải đi đâu thì mình sẽ dừng lại cũng được. Video sau mình sẽ video sau mình sẽ mò nhiệm vụ Ma Vương, chắc là mình sẽ xây thành thôi. Mình bảo đầu mấy video trước mình bảo không xây thành, nhưng mà có bạn bạn ấy có yêu cầu là xây thành để xem như nào thì mình cũng sẽ xây thành, và tiện thể chắc là mình cũng giới thiệu các bạn luôn cái chức năng cưới vợ sinh con tán gái các thứ. Cái này tán gái nhưng mà sinh con lâu lắm, sinh con mất, nó mất mấy mấy tháng trong game, tháng hay 3 tháng gì. Phải là thành tự mình xây, mà mình vào mình mua nhà ở trong thành ấy, xong rồi đi đã là cưới vợ rồi ấy ấy rồi sinh con. Nghỉ ngơi một thời gian nữa. Biết đâu lại gặp người quen. Biết đâu lại không có người quen ở đây. À, phát triển nội chính này, các bạn phát triển nội chính, bạn xây dựng nội chính thì sẽ gặp được thằng quận thừa nhá. Đây này, như kiểu bạn không phải vào thành, bạn đã có thể nói chuyện được với thằng quận thừa này luôn này. Phải nhận nhiệm vụ và mua thông ngân thiệp. Nãy mình quên đấy, tự dưng mình lại ở thành lớn nhá, thành lớn thì nên xây. Được rồi, ta nhanh chóng kết thúc video thôi. Chắc từ giờ đến cuối video cũng chả còn gì, nên là các bạn khả năng các bạn cũng phải skip được, hoặc là xem nốt để biết kết thúc nó như nào. Đây, được rồi. Đoạn này dài lắm, thích đọc để đọc nhưng mà hay cực, khổ lắm, con này đời con này nó khổ lắm. Bạn cứ nếu mà không muốn đọc thì cứ tiếp tục thôi, nó dài lắm, đọc như kiểu tiểu thuyết, truyện ngắn. Thôi nhá, mình thì mình lách thôi. Đấy, chuyện như kiểu tiểu thuyết này, hay phết đấy. Người hoa, quên thơ, quên hoa. Rồi nhá. Được rồi. Thế là xong rồi mấy. Một trận dài thê lương, đọc xong kết thúc nhiệm vụ ấn X trên chiến trường. Vậy là xong, đã xong nhiệm vụ Tây Quyển nhá. Thì mình cũng chả biết là video sau mình bao lâu rồi mình sẽ làm video tiếp theo nữa, nhưng mà tại mình cũng đang có mấy chuyện. Thôi thì có duyên thì chúng ta lại gặp lại nhau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.